trắng hết cả môi ra, thế mình bảo sao hôm nay tự nhiên nhìn sợ thế này, trông như kiểu như là kiểu sắp bệnh chết đến nơi ấy. Zona thần kinh nó nhanh lắm. Do thổ thuốc mà mặt cứ đơ hết cả ra. Thế là mình bảo là thế thôi, ngày hôm nay rất may là mình mang cái điếu ngải đi thì cho hơ luôn. Mình đứng trực tiếp mình hơ luôn cho bạn ấy. Thế thì hơ thế xong bạn bảo thế thôi bây giờ chỉ làm cái một lần đấy thôi, xong bạn bảo thế thôi để đấy để trưa nay về tự bạn hơ tiếp. Trưa bạn hơ. Thế xong là đến chiều hôm đấy mình đưa thêm ngải cho bạn để bạn về nhà bạn hơ tiếp. Thì đến ngày hôm sau bạn đỡ hoàn toàn rồi. Đến ngày hôm sau nữa coi như là khỏi. À, hay quá, rồi cảm ơn. Bạn còn bảo là bây giờ không hiểu nó khô nhanh quá, tức là khô mà bây giờ không kịp với cái gì nữa, thì mình bảo thôi bây giờ để cho nó mềm ấy, thì là tốt nhất là cứ bôi cái kem của trẻ con, Vaseline hay cái gì thôi, hoặc là đồ của trẻ con ấy, bôi cho nó nhẹ cái môi đi, tại vì là con trai mà. Cứ bôi đi xong cho nó tự nó bong, đừng dứt lại phải chữa cái chảy máu nữa thì nó sẽ phí. Ok. Thì là bây giờ là cứ ở cơ quan lại cứ có bệnh gì rồi lại chị ơi chị xem thế nào, sợ quá.